Bấy giờ thiện tài đồng tử ở chỗ tỳ kheo hài trạng đắc được thân kiên cố, đắc được diệu pháp tài, vào sâu cảnh giới trí huệ thấu triệt, tam muội chiếu khắp, trụ giải thoát thanh tịnh. Thấy pháp thâm sâu, tâm an trụ các môn thanh tịnh, trí huệ quang minh đầy khắp mười phương, tâm sinh hoàn hỷ, vui mừng vô lượng, năm thể sát đất, đảnh lễ dưới chân tỳ kheo hài tràng, đi nhiễu vô lượng vòng, cung kính chiêm ngưỡng, suy ngẫm quan sát ngậm ngùi luyến mộ, trí danh hiệu ngài, tưởng dung nhan ngài, niệm âm thanh ngài, suy ngưỡng tam muội và đại nguyện sở hành cảnh giới đó. Thọ được trí huệ quang minh thanh tịnh rồi tử tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử ở chỗ tỳ kheo hài tràng đắc được thân kiên cố, đắc được tài bảo diệu pháp, chứng nhập được cảnh giới thâm sâu, trí huệ của ngài thấu triệt, thọ được sức tam muội chiếu soi khắp mà trụ giải thoát thanh tịnh, thấy được pháp tạng thâm sâu, tâm an trụ nơi các hạnh môn thanh tịnh, trí huệ quang minh đầy khắp mười phương. Lúc đó thiện tài đồng tử tâm sinh đại hoan hỷ, vui mừng vô lượng, nằm thề sát đất, đảnh lễ dưới chân tỳ kheo hài tràng, đi nhiễu quanh vô lượng phòng, cung kính chiêm ngưỡng, suy ngẫm quán sát ngậm ngùi luyến mộ, không muốn xa lìa. Ngài thọ trì danh hiệu tỳ kheo hài tràng, tưởng dung nhan của ngài, niệm âm thanh của ngài, suy ngẫm tam muội và đại nguyện sở hành cảnh giới đó. Thọ được trí huệ quang minh thanh tịnh chiếu soi, sau đó thiện tài đồng tử bèn tự tạ tỳ kheo hài tràng mà đi về hướng nam, đi tìm một vị thiện trí thức khác.